Vâng, sau đây tôi sẽ chia sẻ cách giặt áo da lên như thế nào cho nó bền đẹp, và lên tìm hiểu xem cái chất lượng áo da, chất áo da như thế nào. Sau đây tôi sẽ chia sẻ cách giặt áo da nhé. Đây là hai cái áo, thì trước tiên tôi sẽ giặt một cái áo trước. Đây là cái áo này. Trước khi giặt dùng cái này thì mình dùng các cái, nói đúng ra là cái hóa chất. Thứ nhất là dùng cái nước xịt rửa vệ sinh. Đấy. Chuyên dùng cho đầu da. Đấy. Chuyên dùng cho đầu da nhé. Còn cái này, cái chai này chai xịt thôi. Chai này chai xịt của lau kính đấy. Nhưng tôi sẽ lấy cái nước này là nước vệ sinh nhà da chuyên dụng nhé. Xong đây cái dưỡng da này. Dưỡng da này của nước ngoài nhé. Dưỡng da. Và dùng cái thành phần này, dầu dừa nữa. Đấy. Trong ba yếu tố này cần thiết nữa thì có cả xi nhé. Đấy. Sau khi vệ sinh nó ra xong thì cho vào hấp. Đây. Máy hấp đây. Máy này chuyên trị hấp. Hấp lại nó kháng khuẩn này. Khử mùi này. Khử mùi bằng ion này. Đấy. Diệt khuẩn Ag cộng này. Đấy. Chuyên môn hấp. Đây là chuyên môn hấp áo da này. Hấp sấy. Gọi là hấp sấy theo công nghệ tiên tiến luôn. Ở đây trước khi làm tôi sẽ quay lại cho anh em xem cách mở ra nhé. Tiên ta kiểm tra chất liệu da đi nào, ta sẽ lột đặt từ trong trước. Này là chuyên dùng cho đầu da nhé, vệ sinh. Lấy
Đây, xong một lượt rồi mà đã
bóng nhái này các bạn, bóng nhái luôn. Chúng ta cho vào hấp nhé. Sau đây chúng ta cho vào là máy hấp. Đấy. Hấp chế độ là chỉ hấp sấy không thôi. Đấy. 20 phút thôi. Chạy ra 20 phút xong bắt đầu là chúng ta bắt đầu là bỏ ra để dưỡng dưỡng xi nhá. Dưỡng bôi kem dưỡng thôi. Và bắt đầu làm tiếp cái áo này. Để cả cái áo này cũng thế thôi. Cũng quy trình làm như thế. Đó. Đây sau khi là 20 phút rồi. Đó. Còn có nửa phút nữa thôi. Đó, bắt đầu là tắt thì chúng ta sẽ lấy áo ra ra nhé. Lấy áo ra ra để làm nhé. Đây. Còn có một phút nữa thôi. Ở đây. Nó sẽ hết rồi. Hết thời gian rồi. Ở đây là cái khử mùi bằng ion. Đây các bạn, chúng ta tắt này. Chúng ta lấy ra. Đó. Đây. Đó rồi. Chiếc áo ra đây rồi. Đó. Áo này bắt đầu là đã khô nhé. Bây giờ mềm luôn rồi. Đó. Rất chi là mềm. Khô rồi. Và chúng ta bây giờ bắt đầu công đoạn là dưỡng nhé. Đây. Dưỡng da. Dưỡng da phải là cái dưỡng chuyên dùng của nó. Đấy. Dưỡng này đây. Dưỡng là bề mặt ra ngoài. Và cái này là cái xịt thơm. Đó. Và chúng ta bắt đầu dưỡng da. Nó đầy quá. Xong rồi. Đúng như không để đây. Chung là da áo này cũng như da người không. Mình phải thấy dưỡng da. Đặt khó đặt. Nó như mềm và nó sẽ có đẹp. Còn là cái áo quần áo bình thường cũng được đâu, đúng không? Ta mình lần thôi là hết một cái tay áo chưa bạn.
qua rồi xong cho vào hấp lần nữa là ok. Đây hết một đường, một đợt dưỡng da rồi nhé. Da đây xong rồi đây, bóng đẹp như này luôn, chưa cần phải đánh xi nữa. Người ta cái lá là cũng ngoài thì nó là mình cho xi vào. Cái này đã bóng đẹp luôn rồi. Đây tôi chia sẻ với là xong, còn đâu tôi đánh nốt anh em phải video khoảng đấy. Dài quá nhé. Xin cảm ơn những ai mà có nhu cầu chia sẻ cái công thức này thì sẽ điện cho tôi. Số điện thoại tôi là 036 595 5959. Vâng, xin cảm ơn.